Các bạn thân mến, hôm nay mình xin được quay cái clip này để hy vọng rằng sẽ đóng góp một cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình cho những người thích con chim cu gáy và nuôi bộ một con chim cu gáy non từ lúc còn bé đến lúc biết mổ và quen người. Thì bài hôm nay cái video này thì mình sẽ chia sẻ một số vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất là về cái công cụ và cái cách thức pha trộn thức ăn. Thì ở đây gồm công cụ thì gồm có một cái thiết bị như thế này, trên đây mình cầm đây. Cái sản phẩm này nó là cái ống truyền của bên cửa hàng thuốc thú y. Các bạn ra mua bao gồm là nó sẽ có một cái bộ dây ống truyền như thế này và một cái xi lanh cỡ xi lanh 20, xi lanh 20. Trên cái đầu xi lanh này có gắn được một cái ống cao su dài khoảng 2 phân rưỡi 3 phân. Cái ống cao su này lấy ở đâu? Cái ống cao su này lấy ở cái dây này. Các bạn mua là ở cái đầu đầu này. Nó gắn ống cao su vào đây thì các bạn tút ở cái ống dẫn này ra, và cao su này rất quan trọng bởi vì ống cao su này là nó cái lỗ của nó như thế này, các bạn có thể nhìn rõ hơn. Nếu các bạn cắm vào cái ống này và các bạn hút đưa vào cổ con chim nó không bị đau và không bị rách rách cổ rách rìa. Vấn đề cách pha trộn thức ăn thì các bạn ở đây thì mình giới thiệu các bạn là đây là mình quấy cái cám úm gà loại 21 ngày tuổi và nhép. Các bạn ra cửa hàng mua và các bạn cho vào cái máy nghiền ngô sàng nhỏ loại mịn bột nhất. Các bạn có thể trộn tỷ lệ, có thể là cho thêm một ít ngô nghiền hoặc không cho. Nếu không cho thì tốt hơn. Nếu mà lúc nào nó già già rồi các bạn có thể trộn. Thường các bạn trộn tỷ lệ 2 cám một ngô hoặc 3 cám một ngô là được. Bạn khuấy đều nó loãng như thế này. Có thể loãng hơn một chút. Đấy là về cái phần chuẩn bị. Vấn đề thứ ba là vấn đề về cái giai đoạn bao nhiêu ngày tuổi thì các bạn nên mang ra bón. Thì ở đây thì mình giới thiệu các bạn là thường là các bạn sẽ lấy ra từ khi nở nở từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12. Các bạn có thể cảm thấy lúc nào nó cầm ra được là hợp lý. Và cái con chim thì các bạn nhớ là lúc đấy là lông nó vẫn chưa tõa hết. Và các bạn nên có thể là so với cái tuổi này hoặc là non hơn một chút. Nhớ là cái tuổi như con chim này là mình đã bón được khoảng 5 ngày rồi. Lúc mình bón là nó chưa có lông lá đầy đủ như thế này. Con chim này là con chim hồng, chim cu gáy hồng, mình lai thử xem thế nào. Nó ấp cùng với đôi con này. Nếu như con này thì mình đã bón được tuần rồi. Thì chúng đã bắt đầu trỗ rồi. Nhưng mà chúng sẽ rất là thuần. Chúng rất là thuần. Đấy. Các bạn nhìn thấy cặp chim ngoài đã thuần rồi. Cặp chim con kia thì ngô nghê chưa biết gì, tưởng mẹ đưa tay vào há mồm. Thì đấy là cái vấn đề thứ ba, là vấn đề là cái thời điểm nào mình mang con chim ra để bón. Vấn đề thứ tư là trong quá trình bón thì cái thao tác mình mô tả qua như thế này. Rồi ok. Vào đây. Các bạn chú ý thao tác này nhá. Thao tác này rất quan trọng các bạn nhá. Mình sẽ cái việc zip xi lanh cám vào xi lanh thì cái đó là các bạn cũng biết rồi.
Bạn nhìn rõ chưa? Ok, mình để điện thoại trên cái nồng này. Bạn khuấy. Đây là qua thao tác zit. Nếu nó tắc thì các bạn cứ thò ra thụt vào. Ít tắc lắm. Nếu mà các bạn nghiền cắm cắm co không thì nó sẽ không tắc. Nếu mà lẫn ngô vào nó dễ tắc hơn. Đó. Đấy là cái phần lấy cám. Bạn để ở đây. Ok. Bây giờ mình sẽ bón cho em này. Các bạn nên để ra nắng này để cho nó vận động. Ok. Rồi, đứng đi. Thì cái thao tác mà các bạn để như này. Các bạn hai cái ngón ngón giữa và ngón trỏ các bạn giữ vào kẹp như thế này. Kẹp như thế này. Đấy. Ngón này kẹp vào cổ, nâng nó lên một chút và hai hai ngón này bạn hơi bóp vào 2 mép ngón tay cái bên phải có móng lợi lợi cái khe mỏ ra, các bạn để như này và các bạn nắp cái ống cao su vào đã. Các bạn tôi làm lại này, hai ngón này các bạn kẹp vào đầu nhìn nâng nâng nhẹ lên, kéo kéo lên một chút thế này. Cái này lấy ra như này, lấy ra như này khẽ khẽ thôi. Đấy, các bạn đưa vào miệng, đưa đúng tầm như này. Các bạn tay tay này bóp. Đấy, nó ăn rất bình thường, thôi mà. Thì các bạn cho ăn làm sao mà cái diều nó cảm giác nó không được căng cũng không được no quá, bởi vì lúc nó non mà. Cái diều nó non nó sẽ bị vỡ diều, nó bị đau cổ. Mình sẽ làm lại con chim thứ hai. Đấy, các bạn nhìn nhá, mình kẹp này, nhấc lên này và hơi khẽ khẽ ra nửa nửa vào đây. Đó, các bạn thấy chưa? Như thế là có thể là một ngày các bạn chỉ làm 2 lần như này là con chim có thể sống và phát triển bình thường. Đó. Đấy. Em này cũng vậy. Em này cũng nói rồi, cho em này ra đây. Nắng ấm này các bạn cho ra này, nó sưởi nắng và nó tập tổng hợp vitamin D cũng như là nó sẽ có cái thể dục về cánh về chân. Đấy, các bạn nên nhớ là các bạn bóp làm sao mà con chim nó không bị sặc, không bị trào mà không bị đau. Đấy. Thì mình sẽ giết tiếp. Khuấy khuấy trước khi giết các bạn khuấy nó lên. Đó, tầm này. Mỗi một con tầm này là đẹp. Tầm này. Các bạn nhìn cái phân con chim như này là rất là đẹp. Lúc này thì nghe vẻ khôn ngoan. Không hiểu. Đấy, mình sẽ bón với em này. Tay phải các bạn bóp xin anh như này. Khi đưa vào miệng con như độ chi là hai ngón này các bạn qua này, tay này giữ và các bạn bóp từ từ, bóp từ đây, bóp từ từ sau đó là nó vào cảm vào trong nhiều con chim. Vậy thôi. Này mình sẽ con này rất là ok luôn. Bạn nhớ là như vậy. Nhìn này. Đưa nhẹ nhẹ vào. No. Chim này đã được no. Đây mình sẽ làm lại con chim này.
thể thấy là mình khuấy vào đây. Những lúc cái về cuối là nó sẽ hơi đặc và hơi khó dít, các bạn nên nên lưu ý. Khuấy nó ra thụt vào để lấy cái nhịp khác. Nó sẽ bị cắn rồi. Nên các bạn mới nuôi lần đầu các bạn nên không nên trộn ngô vào nữa để nó đỡ tắc. Đây, tôi làm lại con này này. Đấy, ấy, 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 ấy. Hai ngón ngón giữa và ngón áp út này kẹp vào cổ này. Nó vào thế này là con chim nó không dậy nữa. Thì cái thức ăn mà có thừa như này thì các bạn nên bỏ, không nên tận dụng, nó sẽ chua và nó sẽ làm cho con chim không tốt, chim non. Pha vào cái nước nó rơi vào khoảng 40-50 độ. Khi các bạn trộn cám mà loãng loãng ra thì cái cám nó sẽ ấm ấm và nó không không lạnh. Thì ở bên cơ sở mình chuyên cung cấp chim chim non, chim về bón, chim mới chỗ, rồi chim đang chuẩn bị mọc cườm, chim cu mồi, chim cu mộc, là những con chim mà mình đánh được về mình đã thuần hóa hoặc là các bạn về tự thuần hóa. Thì video này hy vọng rằng là những ai nuôi chim và chăm bón chim thì các bạn có thể thực hiện theo những cái hướng dẫn của mình. Thì các bạn nuôi thì cũng không nên không nên để chim nó nằm nhiều trong ổ, nhưng khi nó đã đủ lông đủ cánh rồi thì các bạn chịu khó chơi với nó. Thì cơ sở của bên mình là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hy vọng rằng quý các bạn có thể đến thăm hoặc là liên hệ cho mình để tiện giao dịch mua bán theo những con chim của mình mong muốn qua cái số điện thoại cũng như được đăng ký Zalo bằng số điện thoại trên là 0163 5305 982. Mình tên là Vũ Văn Thao. Và đây là những chú chim ở một cái lồng. Sau khi mình bón xong cho ra chơi nắng xong thì mình cho tập dần để cho nó quen dạng người. Đấy, các bạn biết là mình đưa tay vào mình sờ này thì chúng sẽ không không chạy. Thì cái video này hy vọng rằng sẽ đóng góp một chút cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình để cho các bạn có thể chăm bón con chim của mình. Giới thiệu với các bạn, đây là con chim, chim này là chim hồng, gần một chút này. Chim hồng, đôi chim này cũng khá là đẹp. Đang thí điểm để ghép ra lấy cái màu lông cho nó lạ một chút. Các bạn có thể chuyển khoản cho bên mình hoặc là các bạn ở quanh khu vực Hà Nội có thể là nhận chim và nhận tiền. Bên mình là cơ sở chủ cung cấp. Đấy, các bạn có thể thấy không? Cho ra nắng gió là chúng có thể là tập bay, tập cánh luôn. Mà có một cái điều lưu ý là các bạn khi các bạn bón mà nó đã trưởng thành đến mức độ nào đấy thì nên cái cánh này các bạn nên tỉa bớt đi. Đấy, ví dụ như mình soi cánh này, các bạn tỉa tỉa thưa thưa đi một tí nhé. Đấy, thì chim nó sẽ không bay mất nên cao. Nhiều bạn là không nuôi rồi nhưng mà đến lúc nó hoảng hốt cái gì hoặc là nó như con mà mình lúc mình bón là nó muộn quá rồi, nó đã khôn rồi thì nó vẫn dặn, vẫn sợ người thì nó có thể bay mất. Nên các bạn nên chủ động tỉa cánh và đánh dấu đuôi như thế này để biết được cặp nào và như thế nào để mình tiện theo dõi. Hy vọng là video này sẽ
đóng góp một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ. Chúc các bạn, các bác, anh chị em yêu chim cô gáy có một cuộc sống yên lành, sức khỏe an khang, và hãy đăng ký để đón nhận những video chia sẻ tiếp theo của cái cơ sở chim của mình thuộc xã Ban Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Một lần nữa xin thân ái và hẹn gặp lại các bạn.